ngon lắm nè. Đây dường nghĩ là có cá đây nhưng thấy nước nó quẩy cái lợ nhẹp này nha. Đó đó đó. Ui ui. Một con cá lóc bự luôn. Có lại sâu xuống nè. Có cá gì không nha? Có nha. Cá chê. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị buổi sáng nha. Dương xin chúc cô chú anh chị buổi sáng nhiều sức khỏe. Thì sáng hôm nay Dương lại tiếp tục cái hành trình đi thăm lờ. Thì trên cái đoạn đường đi thăm lờ thì Dương sẽ quay lại và chia sẻ với cô chú anh chị mình để xem nha. Giờ Dương cũng tới bãi lờ rồi. Để Dương quay ở phía trước để đèn sáng quá Dương không thấy, Dương dẫm lên lưới của người ta. Thì có người ta đang dân lưới thăm nè. Anh đang nhận lưới cho mình thấy cái lời đầu tiên nha, mình thăm luôn. Rồi cái đầu tiên thì chết quốc rồi nha. Có nên cái hình nhỏ mình thấy. Rồi rồi em thấy rồi. Có gì không? Hôm bữa có mấy cái nó rách nè, không có cá vô. Đây nha, một con cá lóc nha. Cái lời thứ hai của Dương được con cá lóc nha. Wow. Đừng đi mà. Rồi mình tiếp tục thôi. Quên, nó có mấy cái bị gách á, cái nó có vô này, Dương giá lại rồi, cột lại cái giá gì. Cái này Dương nghi là gách nữa nè, không có con cá nào luôn. Cho mình tiếp tục đi chứ. Đó phi đây nhiều lắm, ở đây cá phi là nhặn lưới cá nó dính chùm chùm luôn á. Ở đây có cái lờ của Dương. Đây rồi. Đây. Mấy bữa nay mưa nước hơi nhiều nè. Không biết có cá không nè. Ui. Cái lờ này cũng không có con gì luôn. Không có cá nhỏ thì cá bự không có đâu. Cá thứ hai ngon quá. Mà nãy giờ mấy cái này không thấy gì luôn. Cái này bữa trước giờ không lần nào cũng có cá này, lần này chắc không rồi, tại vì có bọt cá sặc nó vô nè. Cá sặc nó làm bọt là không có cá bự đâu. Ủa làm bọt là cá sặc đâu? Cái này cái không có cá dừng giờ cái làn này đi được. Bữa này bữa giờ giờ có mấy bữa không có cá lắm chứ, là chỗ này.
Bây giờ nói vậy hôm nay có cá nha, mình nói vậy nó sợ nó vô cá lóc. Là này vô ba con luôn nè, còn có con nhỏ rồi đi bắt cá luôn. Ở bên cái vạc này Dương đặt bắt đầu là 6 cái, cái đầu mắt 1 cái, từ 5 cái, cái từ mắt 1 cái, 4 cái, bữa trước thì thăm nó mất thêm 1 cái nữa, 2 cộng 3 cái. Tụi tao tham quá. Cái này có gì không, có gì giờ chỗ nó nha. Rồi hôm nay có cá phi. Thì Dương bắt mấy cá phi này Dương về cái là này vô mé luôn đi, để ngoài này không mất lời, nhưng mà giờ vô mé là sẽ mất đấy. Nhưng mà giờ vô mé mới có cá đâu không. Ở bên này không có nhiều cá mà mất lờ hoài. Ngon lắm nè, tại vì nghĩ là có cá đó nhưng thấy nước nó quẩy cái lờ ướt nhẹt này nha. Đó đó đó, ui ui, một con cá lóc có bự luôn. Cái lợi chỗ này nè, thằng này con Dương có một cái lợi quyền thổi là từ lúc đặt tới lúc bây giờ luôn chưa dính một con cá lóc nào luôn. Hôm nay mà nó không dính thì Dương sẽ cuốn nó đi luôn nha. Cái lợi này là cái lợi mới luôn đó, từ lúc mua nó vậy thấy nó vậy tới giờ là chưa đặt dính một cá nào luôn á. Hôm nay mà nó không được con cá nào luôn thì Dương sẽ cuốn nó luôn, để đây chi. Từ lúc đặt tới giờ luôn là chưa có con cá lóc nào luôn đó. Nè. Mà cái lợi này mới dữ dằn luôn á. Rồi, cuốn luôn đi. Rồi. À, mình bên cái vạc bên ruộng mình thăm hết rồi nha. Thì qua tới cái ao sen trời cũng sáng hẳn rồi. Tới cái lời của Dương nè. Cái cỏ đây kỹ quá, có cái sạc vô là mẫu luôn. Ủa cái sạc nào, cái sạc đâu, ra rồi nè. Trời ơi, trắng bấy lỗ trên cái này cá mắm gì nè. Đây là kính quá chuột nó cắn rồi. Này nước cạn hơn hôm bữa nha. Đây nằm khơi khơi à.
có một con gì luôn. Bữa chúng ta đặt chỗ đám chèn con cá này. Do nước nhiều, bữa trước mình không thành được nào, bữa nay lờ trôi đâu à? Đây, cái lờ còn đây. Cá mắm vậy không? Còn là còn xuống không? Rồi, tiếp tục. Nhiều lắm á, cái ruộng này á. À, vừa cũng hỏi người ta gọi ruộng này là người ta không có nuôi cá nha, cá thiên nhiên thôi. Đây, cái là nhổng cái hòm luôn nè, bữa nước nhiều quá không thấy đường đặt á, tại cái hòm nó nhổng lên nè. Để yên dời nó lên bờ đi. Để đi qua cái lại chỗ lỗ mội nha. À, này có cái lỗ mội bữa dính con lươn bự đó. À, chui vô cái lỗ chó này nè. Vừa ăn à, bắt luôn. À, cá lóc này bé quá, Dương thả nó đi nha. Để nó lại đây đi. Rồi, hồi nãy mình đi đường kia, giờ mình đổi tắt ngang đường này đi cho nó nhanh. Giờ còn 7-8 cái lờ cái đường này nè, mới có cá mắm dùng đây nè. Xì quá đây, dở coi. Tôi nhớ con thấy luôn, nước cạn quá rồi. Chỗ này Dương móc cái lò sâu xuống nè, có cá gì không nha? Bò, có nha, cá chê. À, Dương thấy một cặp cá chê trắng nha, nè, quá trời đã. Cái lò gì đây? Tôi thấy hơi ngốc
cái đầu lên nè, nghĩa là chắc có cá đó. Bây giờ thôi, cá gì vậy? Trời ơi, cái gô, cái gô có sạc không mà vậy đó. Giờ chắc là mấy cái loại này để về chủ nhật đi Dương sẽ đổ mấy cá sạc này nha. Giờ Dương sẽ bắt ít cá rô thôi. Con cá ù mè ngon ghê luôn nè. Nè, con cá ù mè quá đã. Còn hai cái lời cuối cùng ở đây, một cái nè, ở chỗ này một cái, với lại ngay góc chùm bát đó một cái nha. Thì Dương thăm cái này trước. Cá mắm dừng đây. Rồi gầm đóng quá. Rồi. Thì còn cái cuối cùng nữa. Hy vọng cái cuối cùng này chín một con bự bự cái. Mấy cái hơi cạn, vô cuốn về hai cái nè. Đây, ngay góc tìm bát này nè. Dương thăm người có không nha. Con đặt trên mé này không à chú ơi, con đặt dưới sen đâu. Dưới sen đặt có một cái mé bên bển à, đi gặp cái mé bển á. Cái hành trình đi thăm lò buổi sáng của Dương tới đây cũng kết thúc ở đây nha. Để Dương quay sơ cái thành quả coi. Chắc cũng được tầm 2 cái lóc á. Tí nữa về Dương sẽ quay cái thành quả cho cô chú chị mình xem nha. Đây, buổi sáng hôm nay Dương đi thăm lò về nha. Thì hôm nay Dương ghé phòng em được, giao cá cho em được luôn, cho nên là không có về nhà. Để qua đây nhà em được làm caramel dùm bữa nha. Kệ đi mua cua. Nay để chuẩn bị mấy cái lóc. Rồi. Wow. Thì đây là cái thành quả của Dương ngày sáng ngày hôm nay nè.
thì cái hành trình đi thăm lại của Dương buổi sáng hôm nay cũng kết thúc ở đây nha. Dương tạm biệt của chú anh chị nha. Bye bye. Hẹn video sau, mình hy vọng là sẽ thu hoạch nhiều hơn xíu.